4 kiểu người càng sống càng khổ, 4 kiểu người càng sống càng hưởng phúc. Kính chào quý vị đang theo dõi kênh Hãy Sống Khác. Quý vị thân mến, trên thế gian này ai cũng đều mong muốn có một cuộc sống may mắn, thuận lợi, tốt đẹp. Như vậy, bản thân vừa không phải lo cơm ăn áo mặc, vừa có thể dốc sức giúp đỡ những người cần sự trợ giúp hơn. Nhưng trong cuộc sống, có những người được ưu ái cả đời bình yên, có người lại cả đời vất vả long đong, có người thời trẻ có thể gặp nhiều trắc trở, nhưng về già thì ngày một phát đạt. Có người những tưởng cả đời thuận lợi giàu sang, nhưng đến cuối đời lại bị bệnh tật đói khổ bủa vây, chịu cảnh già thê lương còm cõi. Ai cũng đều hy vọng bản thân có cuộc sống tốt đẹp, số mệnh của mỗi người tốt hay không đều do bản thân mình mà ra. Muốn có được vận mệnh tốt, bản thân mỗi người phải tự cố gắng đi lên. Vậy những người càng sống càng khổ hoặc những người càng sống càng hưởng phúc thường có đặc điểm như thế nào? Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video để hiểu rõ hơn quý vị nhé. Thứ nhất, 4 kiểu người càng sống càng khổ. 1. Người nghĩ quá nhiều. Có những lúc con người sống quá tỉnh táo sẽ dễ trở nên phiền não bởi những việc xung quanh. Sống hồ đồ một chút có khi lại cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Bởi vì sao? Bởi vì người tỉnh táo thường quá nghiêm túc, bất luận là việc lớn hay nhỏ đều cho là to tát, nghiêm trọng. Nghĩ nhiều dẫn đến mệt mỏi, cuộc sống bị những việc vặt vãnh chi phối, chiếm dụng hết thời gian, khó mà cảm thấy vui vẻ thoải mái. Trong khi đó, người hồ đồ sẽ ít bận tâm đến những việc xung quanh. Có lẽ vì thế mà cuộc sống trở nên đơn giản và có phần qua loa đại khái. Nhưng cũng bởi vậy mà họ tìm được dư vị thực sự của nhân sinh. Làm người, hãy cứ đơn giản làm việc, hãy cứ thực tế, để nhân sinh trôi qua nhẹ nhàng, giản đơn, thong dong tự tại, vậy là đủ. Thứ hai, người không biết đủ. Một đời người khi đến trần trụi, khi ra đi cũng trần trụi, ăn uống một ngày cũng chỉ là 3 bữa cơm, ngủ cũng chỉ cần đến một phòng. Vậy thì ôm dục vọng quá lớn để làm gì, trong khi nó chỉ khiến con người ta luôn luôn cảm thấy không thỏa mãn. Dục vọng quá lớn cũng là nguồn cơn của mọi khổ đau trên đời. Con người muốn bớt phiền não, đầu tiên cần phải học được cách buông. Thứ ba, người tự cao tự đại. Sống ở trên đời, người khiêm tốn thường được yêu mến, ngược lại, tự cao tự đại sẽ bị người khác chán ghét. Người thường hay rước chuyện thị phi là vì nói quá nhiều, thích can dự vào chuyện không đâu. Người tự cao tự đại thường hay tự rước họa vào mình, sống trong nghịch cảnh, cần phải ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, sống trong điều kiện thuận lợi, an lạc, nên giữ tinh thần thận trọng, đề cao cảnh giác để đề phòng họa hại. Lúc thành công nên tự nhắc bản thân hãy khiêm tốn, đừng khoa trương huyễn hoặc bản thân. Thứ tư, người có xu hướng cực đoan. Nhà Nho vô cùng chú ý đến trung dung, cái gọi là trung dung chính là không đi theo hướng cực đoan quá mức. Bởi lẽ bất cứ việc gì khi đến cực điểm cũng sẽ bắt đầu rơi xuống theo hướng ngược lại. Tương tự như vậy, nếu như một người đen đủi đến mức cực điểm cũng chớ vội cực đoan, nghĩ không thông, chỉ cần cắn răng bước qua cơn bĩ cực, sau khổ sở, túng thiếu sẽ là một tương lai tươi sáng hơn. Thứ hai, 4 kiểu người càng sống, phúc càng dày. 1. Người có thiện niệm. Chúng ta vẫn thường nghe câu nhân chi sơ tính bản thiện, thiện đã định sẵn là bản tính vốn có của con người. Khi một ai đó gặp khó khăn sẽ luôn có người sẵn sàng ra tay trợ giúp. Đây chính là tinh thần tương thân tương ái, là bản thiện của con người. Khi chúng ta giúp đỡ người khác, phúc báo sẽ tự động tìm đến với chúng ta. Rồi một ngày nào đó, chính sự giúp đỡ, thiện ý không vụ lợi ấy sẽ mang đến một món quà hay thậm chí là một chiếc phao cứu sinh đầy bất ngờ và ý nghĩa với chính chúng ta. Tài họa hay hạnh phúc không phải là những thứ được định sẵn ở đời mà là do con người mà ra. Oán trời không được, trách người cũng không xong. Từ cổ chí kim đã có không ít chuyện, người thật, việc thật chứng minh cho điều này. Phúc báo thực ra không bao giờ nằm ở người khác mà cũng không nằm ở nơi nào khác, mà nằm ở sự tu dưỡng hàng ngày của bản thân mỗi người. Mỗi người chỉ cần giữ thiện niệm trong tâm, làm đủ việc thiện là đã có thể tránh được họa hại, an hưởng cuộc sống hạnh phúc. Thứ hai, người tận tâm tận lực làm việc, làm người. Trong cuộc đời mỗi con người, tư tưởng, quan niệm luôn luôn cần được làm mới, hướng đến những điều tích cực, phù hợp với thời đại. Đừng ngủ quên trên chiến thắng, đừng hài lòng về thành tựu đạt được, để rồi nhanh chóng bị xã hội đẩy lùi lại phía sau. Bất cứ việc gì trong cuộc đời này cũng cần đến sự nỗ lực, cố gắng. Việc của bản thân ta hãy tự lực, tự cường, đừng chờ đợi ở người khác, bởi điều đó là vô nghĩa, không ai có thể giúp được ta trừ bản thân ta. Chỉ có không ngừng tu luyện bản thân, cơ hội tự nhiên sẽ đến. Thứ ba, thuận theo tự nhiên. Ông trời luôn giúp đỡ những người thuận theo đạo trời, mà quy luật của đạo trời cũng rất đơn giản, đó là quy luật tự nhiên. Có người nói trên thế giới này có ba việc, việc của mình, việc của người và việc của ông trời. Mà phiền não của con người phần lớn thường bắt nguồn từ việc quên mất việc của mình, để ý đến việc của người khác và lo lắng việc của ông trời. Hãy sống là chính mình, lo việc của mình, không bận tâm đến thái độ của người khác. Trong cuộc sống, chúng ta sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề khác nhau, đặc biệt là khi người khác không thể hiểu được việc của mình. Sự việc thường dễ đi vào chỗ bế tắc. Khi làm một số việc gì đó, chúng ta luôn muốn được người khác thấu hiểu và tán đồng, nhưng trên thực tế thường không như vậy. Người hiểu sai về bạn vẫn sẽ hiểu sai về bạn. Người không hiểu được bạn vẫn không hiểu bạn. Bất luận bạn có giải thích thế nào đi nữa, kết quả luôn là không được như ý muốn. Nguyên nhân lớn nhất nằm ở chỗ những người không hiểu bạn ngay từ khi bắt đầu đã không muốn hiểu bạn. Những người không hiểu cho bạn, họ cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc phải hiểu cho bạn. Nếu đã như vậy, hà tất chúng ta phải để ý đến những người như vậy. Ngoài bản thân bạn, không có ai có thể thật sự hiểu rõ về bạn. Khi đứng trước người không hiểu bạn, bất luận bạn có làm tốt bao nhiêu, họ vẫn sẽ nghĩ rằng đó là việc mà bạn nên làm. Nguyên nhân dẫn đến điều này có thể là bởi môi trường sống của chúng ta khác nhau. Môi trường lớn lên khác nhau, tiếp nhận sự giáo dục khác nhau. Một người thực sự trưởng thành sẽ không để ý đến ánh mắt của người khác, không khát khao được tất cả mọi người hiểu mình, mà sẽ học cách tiếp nhận bản thân, đồng thời tôn trọng người khác. Đây mới chính là điều mà con người trong quá trình trưởng thành cần phải học được. Đời người chỉ có hơn 30.000 ngày, chỉ vì những việc vặt vãnh không đâu mà ảnh hưởng tới tâm trạng của bản thân, quả thật không đáng chút nào. Mỗi người đều có trình độ nhận thức khác nhau. Khi bạn tranh luận với người không cùng đẳng cấp, kết quả cuối cùng thường là chẳng đi đến đâu. Ví dụ trong một công ty lớn, ông chủ và nhân viên có xuất phát điểm khác nhau. Đối với ông chủ, việc của ông ta phải làm là kinh doanh, vận hành, đưa sản phẩm, dịch vụ ra thị trường. Còn trách nhiệm của nhân viên là hoàn thành sản phẩm, đảm bảo chất lượng, không để xảy ra sai sót. Nếu như để hai người này hoán đổi công việc cho nhau, có thể sẽ xảy ra tình huống là ông chủ không rõ về công việc kỹ thuật, còn nhân viên không xử lý được những vấn đề bên ngoài của công ty. Những người không cùng đẳng cấp với nhau, hiểu biết về sự việc cũng khác nhau. Để hòa nhập vào một nhóm chung là việc không dễ, có thể sẽ khiến mỗi người cảm thấy khó thích nghi và đó được xem là một sự thất bại. Thế nhưng trong cuộc sống vẫn có không ít người khi bị hiểu lầm vẫn ra sức giải thích, chứng minh bản thân. Trên thực tế, đa phần những lời giải thích đó đều vô nghĩa. Những lúc như thế, nếu có thể giữ im lặng, hãy giữ im lặng, bởi đó là cách tốt nhất để đối phó với sự hiểu lầm của người khác. Thời gian có thể xóa mờ tất cả, những việc khiến cho chúng ta đau lòng lúc này, sớm muộn cũng sẽ có một ngày khiến chúng ta mỉm cười khi nhắc lại. Vì vậy, khi chúng ta muốn thay đổi người khác, chi bằng hãy suy nghĩ lại và thay đổi chính bản thân mình. Chỉ như vậy mới có thể khiến bản thân thực sự trưởng thành và trong những ngày tháng sau này, có thể chúng ta sẽ thực sự tìm được người đồng điệu với mình. Cuộc sống thực ra có hạn, vì thế mỗi người hãy nhớ đừng sống vì người khác. Bất kể việc gì cũng đừng quan tâm quá nhiều đến cách nhìn nhận, đánh giá của họ với mình. Chỉ cần đi đúng hướng, có thể kiên trì làm tốt việc của mình, sẽ có một ngày quả ngọt sẽ đến với chúng ta. Chỉ cần chúng ta có thể luôn nhắc nhở bản thân, đừng hành sự một cách mù quáng, đi ngược lại quy luật của tự nhiên là được. Thứ tư, người biết cách tùy cơ ứng biến. Thế giới luôn luôn thay đổi không ngừng, thứ duy nhất không thay đổi đó chính là sự thay đổi. Chính bởi trời đất biến hóa mới tạo ra bốn mùa xuân hạ thu đông, cũng bởi thời đại thay đổi mới hình thành nên các nền văn minh rực rỡ qua từng thời kỳ. Đời người có mâu thuẫn sẽ có xung đột sẽ có thay đổi sẽ có phát triển sẽ có tiền đồ. Khi chúng ta hiểu được đạo lý vận hành của trời đất, nắm được quy luật, xu hướng, biết cách tùy cơ ứng biến, cuộc đời sẽ xuất hiện những thời cơ vô hạn.